họ nghĩ gì về mối quan hệ với bạn. Nếu như bạn nhìn thấy video này, xem như bạn hữu duyên. Và đây là thông điệp mà họ muốn gửi đến bạn, những điều còn giấu kín trong mối quan hệ của hai người. Xin trân trọng biết ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài và xin kết nối năng lượng cùng các bạn. Đầu tiên, các bạn có thông điệp là khi ở trong quá khứ họ đã cảm thấy rất thu hút bởi bạn, một sự liên kết mạnh mẽ về vật chất, về tình cảm, bị thu hút bởi ngoại hình, tính cách và hành vi của bạn rất là nhiều. Do đó, cái việc thu hút không có nghĩa là họ yêu nha bạn. Có thể đây sự hấp dẫn về mặt vật chất, về nhục dục, nhưng mà để kết nối một tình yêu sâu sắc thì họ cần có nhiều thời gian, cũng như là thấy sự cam kết từ chính bạn, xem là thực sự bạn có đem được giá trị và tính cách của bạn như thế nào, và sự quan tâm của bạn đối với họ có phải là cái mà họ tìm kiếm hay không mới là điều quan trọng. Và cái mà họ cần trong mối quan hệ của hai người là gì? Đó chính là sự tin tưởng và sự quan tâm đến việc kết nối hai người với nhau, chứ không phải là sự nghi ngờ và ghen tuông hoặc là sợ hãi từ chính bạn. Bởi vì trong tình yêu, không chỉ vì hu hút về mặt thể chất, về nhục dục, mà các bạn sẽ còn bị hu hút về cảm xúc. Nếu như bạn không có một tâm hồn đẹp, bạn không có đem lại sự yên bình cho người ta, thì chắc chắn cái vẻ ngoài của bạn sẽ không còn là gì hết. Chúng ta phải làm sao họ thấy được ở bạn vẻ đẹp bên trong và vẻ đẹp bên ngoài phải song song cùng nhau. Và tại cái thời điểm này, những gì họ nghĩ là gì? Đó là họ nghĩ họ biết chính xác những gì họ đang làm. Khi mà họ nói tiếng này lên là lúc mà họ cảm thấy được rằng cái việc mà họ để cho những khoảng không và sự lãng quên trong mối quan hệ của hai người là không thể tránh khỏi. Vì tất cả hai bạn đều hiểu được rằng đến một ngày nào đó, những nỗ lực của cả hai sẽ trở về cát bụi. Bởi vì chính những cái thay đổi tình cảm, cảm xúc của hai bạn khiến cho tình yêu nó không còn được đẹp như xưa nữa. Lúc trước họ đã yêu rất là nhiều, nhưng mà họ cũng hiểu rằng một ngày nào đó tất cả những nỗ lực của hai bạn sẽ không còn nữa. Cái thứ duy nhất chính là cái tôi của mỗi người sẽ làm mất đi cái tình yêu ban sơ mà hai người đã xây dựng từ trước đến giờ. Và họ đã thấy rằng trong suốt cái thời gian mà quen với bạn đó, là bạn đã phán xét đánh giá đúng sai họ rất là nhiều nữa. Họ khiến họ mệt mỏi, họ cảm thấy là không biết họ làm cái gì đúng, họ gì sai nữa. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Nhưng mà họ thấy rằng cái việc họ yêu bạn không có nghĩa là cái việc họ phải chịu những cái lời chỉ trích, cái lời phán xét từ phía bạn. Do đó nếu như bạn có năng lượng này thì mong các bạn hãy bỏ qua cái năng lượng này. Tại vì cái điều này chỉ khiến cho tình cảm của cả hai mệt mỏi mà thôi. Và ở đây có một số trường hợp là hình như bạn đã có người yêu rồi, hoặc là bạn đính hôn với người khác, và cái người này họ đã sẵn sàng đấu tranh cho tình yêu, nhưng mà cuối cùng họ đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà bạn cũng chưa thoát ra khỏi là bạn biết bạn yêu ai hoặc là thương ai. Bạn bị mập mờ trong mối quan hệ, do đó họ cảm thấy mệt mỏi và họ thấy là mọi chuyện vẫn chưa kết thúc mà cứ sao đó. Và họ quyết định im lặng để cho cả hai có suy nghĩ là tại sao một lại làm như vậy. Bởi vì cái người này họ không có sợ hậu quả, không có sợ trở ngại, mà họ sợ tính thực sự mập mờ, không rõ ràng từ phía bạn. Họ quyết tâm biến câu chuyện tình yêu của bạn và họ kết thúc có hậu. Nhưng mà quan trọng là không phải từ phía họ mà thông, phải từ phía bạn nữa. Bản thân cả hai cùng cố gắng thì mới được. Cả hai cũng phải biết chính xác mình muốn gì và cần gì trong mối quan hệ, thì hai người mới có thể tiến tới mối quan hệ cam kết. Chứ không phải một người không biết gì, một người phải làm. Bên cho, bên nhận nó không có đồng đều. Bên muốn, bên không muốn, nó cũng mệt mỏi lắm các bạn ơi. Ở hiện tại, họ có những thông điệp muốn gửi đến bạn là như vậy. Nhưng trong tương lai thì sao? Họ muốn điều gì gửi đến bạn cho bạn hiểu được là họ phải làm gì trong tương lai? Ở đây họ muốn nói là họ đang trở thành một người tốt hơn, chứ phiên bản của chính mình. Đây là một dấu hiệu họ muốn trưởng thành hơn và cải thiện bản thân sau cái mối quan hệ của hai bạn. Họ thấy là bây giờ họ phải mở rộng tầm nhìn ra, phát triển cái kỹ năng. Có thể là họ cảm thấy thua cuộc và tự ti trong mối quan hệ của hai bạn. Họ muốn khám phá những khía cạnh mới của bản thân mình.
Họ muốn là họ được sự tôn trọng và quan tâm nhiều hơn từ đối tác khác, từ những cái mối quan hệ mà họ tiến tới sau này. Bởi vì họ biết bây giờ mà họ không cố gắng tốt hơn thì họ không có được tình yêu. Do đó họ muốn họ được hạnh phúc thì họ phải tự tin và viên mãn với chính bản thân của họ nhiều hơn. Và cái mà họ cần là họ muốn cái cởi mở, muốn cái sự lắng nghe từ cái đối tác của mình. Và phải thực sự cái người đó phải biết mong muốn của họ là gì, chứ không phải đón mò nữa. Không phải là kiểu mà sáng nắng chiều mưa mà không biết để đáp ứng cái gì hết. Họ mệt mỏi quá rồi. Đây là lúc họ thấy mình phải theo đuổi cái đam mê của mình. Bởi vì họ muốn là không có phải dành thời gian cho một cái người mà không biết mình muốn gì và cần gì trong cuộc sống này. Họ cần một người biết cảm thông, chia sẻ, biết đánh giá cao những gì mà họ làm, biết lắng nghe tích cực, đồng thời không biết đồng cảm với cảm xúc và quan điểm của chính họ nữa. Và cái họ cần là một người biết trân trọng cái mối quan hệ của cả hai, chứ không phải cái người tìm tới xung đột, chỉ trích, khiến cho cả hai mệt mỏi, không có sự phát triển cùng nhau, mà cuối cùng không được gì hết ngoài những trận cãi vã, nó không hồi kết. Cái vấn đề đây là thử thách của cả hai. Nếu như bạn có được năng lượng và thay đổi trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình đó, thì bạn cùng năng lượng với người này. Nếu bạn không có thì mình xin lỗi nha. Cái điều này sẽ giúp cho bạn thụt lùi thôi. Bởi vì ý nghĩa tốt nhất của mối quan hệ là gì? Cả hai phải cùng nhau trở thành cái phiên bản tốt nhất của chính mình ở quá khứ và hiện tại. Và bây giờ các bạn hãy suy nghĩ về người đó và các bạn đặt một câu hỏi. Và ở đây mình sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi của các bạn. Và câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên của các bạn là gì? Thì ở đây chúng ta sẽ có mấy giây các bạn suy nghĩ ha. Và mình xin kết nối năng lượng, xin cho câu trả lời bất kỳ về câu hỏi các bạn đặt ra. Ở đây họ trả lời theo cái câu hỏi của các bạn. Mỗi người sẽ câu hỏi riêng và mỗi người sẽ câu trả lời từ cái này. Ở đây chúng ta có một cúp là một ly. Và mình không biết câu hỏi của bạn là gì, nhưng câu trả lời của họ đó chính là họ mong muốn khởi đầu mới cho một chu kỳ mới và giai đoạn mới trong đời sống tình cảm của họ. Và họ muốn từ cái mối quan hệ này là gì? Đó chính là thể hiện sự tôn trọng và tình yêu thương thực sự. Một dấu hiệu của sự quan tâm lãng mạn hoặc một lời nói giao tiếp trò chuyện nhiều hơn, hiểu nhiều hơn. Và họ không muốn tất cả những cái thăng trầm trong cảm xúc, sự nghi ngờ, cái sự không biết giao tiếp làm phá hỏng cái mối quan hệ lãng mạn của chính họ. Họ cần sự nhẹ nhàng, sự bao dung, bởi vì cái nước một ly chính là cái dòng nước trực giác về cảm xúc, về giao trí tương tự. Họ muốn có sự kết nối và niềm vui trong chính mối quan hệ tình yêu mà họ có được. Mình không biết nó có trùng với câu hỏi các bạn đúng không, khớp câu hỏi thì các bạn để comment bên dưới trả lời cho mình biết ha. Và tiếp theo một câu hỏi bạn gửi cho họ là gì? Và xin kết nối câu hỏi với các bạn, một câu hỏi bất kỳ. Và câu trả lời của họ sẽ qua cái lá bài này. Bạn nghĩ về họ trong đầu và câu hỏi thứ hai bạn muốn gửi đến họ là gì? Ở đây một câu hỏi được trả lời rất ngẫu nhiên. Và câu trả lời của họ sẽ là: tôi cũng nghĩ giống như bạn vậy đó. Và câu trả lời là có, cho bắt từ câu hỏi bạn đặt ra ha. Bây giờ tiếp tục câu hỏi thứ ba, bạn muốn hỏi họ là gì? Hãy nghĩ về người đó và đặt câu hỏi. Và câu trả lời của họ là: hãy tìm kiếm câu trả lời ở người chuyên nghiệp á, chứ không phải là tôi. Mình thấy tội nghiệp với bạn quá. Thế giờ mình hỏi thêm một câu nữa. Câu hỏi thứ tư dành cho người này. Bất kỳ câu hỏi nào, hãy nghĩ về người đó và đặt câu hỏi. Và câu trả lời của họ là: bạn đúng á, những gì bạn nghĩ rất là đúng. Mà không biết là có đúng năng lượng của các bạn hay không. Thì bốn câu hỏi đủ rồi. Bây giờ tiếp theo mình sẽ xin thông điệp của vũ trụ muốn gửi cho mối quan hệ của hai bạn là gì. Và các bạn hãy nghĩ về họ. Và đây là thông điệp vũ trụ muốn gửi cho bạn về mối quan hệ của hai người. Xin kết nối năng lượng với hai bạn. Và xin trân trọng biết ơn thông điệp đã gửi vào trong cái trải bài này. Và thông điệp của vũ trụ muốn gửi bạn là: tha thứ và học hỏi. Chính là học hỏi từ những kinh nghiệm mà bạn đã trải qua. Bạn cần phải chữa lành cho mình và tiếp tục cuộc sống của chính mình. Tha thứ cho chính bạn, cho người yêu cũ, là có nghĩa bạn sẽ bỏ qua và quên đi những gì họ đã làm với bạn.
Điều này không có nghĩa là bạn phải quay lại hay bạn làm bạn với họ. Hãy tha thứ cho họ, bởi vì bạn hãy buông bỏ sự tức giận và oán giận và cay đắng của mình mà đã giữ trong lòng bấy lâu nay rồi. Nếu như việc bạn thừa nhận con người ai cũng có những khuyết điểm, chúng ta cũng vậy các bạn, mà họ cũng có những cái hành động bởi vì sự sợ hãi, lo lắng hoặc thiếu hiểu biết của họ trong mối quan hệ, hoặc từ những cái việc bạn không nói ra cảm xúc của mình cũng khiến cho bạn hiểu lầm, khiến cho cả hai không được đi tiếp tục trong mối quan hệ này. Thì bây giờ lúc mà mình phải biết là mình bao dung để mình ban lại lợi ích cho chính bạn nhiều hơn. Lúc này là bạn có thể giải phóng cảm xúc của mình nó thoát khỏi gánh nặng. Bởi vì mình giữ cái oan ức, mình giữ cái tổn thương, nó chẳng giúp bạn được gì hết. Bây giờ mình nên tập trung vào hiện tại đi. Bởi vì có hiện tại thì tương lai mới tươi sáng được. Thay vì sống trong sự lỡ hãi ở quá khứ, bạn không có mở lòng với tất cả khiến cho cơ hội tình yêu đến. Mà bạn muốn quay lại với người này cũng khó nữa. Nếu như bạn cứ đau buồn như hoài cũng không được gì hết. Bây giờ hãy suy nghĩ về những bài học, những gì đã đúng, những gì đã sai. Mình xác định điểm mạnh của mình là gì, điểm yếu của mình là gì, biết mong muốn và giá trị của mình là gì. Từ đó mình hướng đến, mình hoàn thiện bản thân mình thôi. Cái việc đón nhận cái thực tế đã xảy ra chính là bài học nó sẽ dạy cho bạn. Học hỏi từ cuộc chia tay nó sẽ mang lợi ích cho bạn rất là nhiều, giúp bạn trưởng thành hơn, phát triển bản thân của mình. Khi bạn có thể chữa lành vết thương của chính mình, thì những cái vết sẹo, những cái tổn thương cuộc chia tay nó mới giúp cho các bạn tiến tới một mối quan hệ mới hoặc quay trở lại với người này một cách lành mạnh hơn. Còn không, các bạn sẽ bị vòng lặp mãi mãi cứ vậy hoài nếu như các bạn không dám đối mặt với nó. Đây là một trong những cách mà bạn phải đối mặt với bản thân mình. Thật sự đón nhận, học tập phát triển bản thân chính là cách yêu thương bản thân mình và tiến tới bạn sẽ có được mối quan hệ tốt đẹp hơn sau này. Đây là tất cả những gì trải bài muốn chia sẻ với các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài này.